bác yên tâm là chim nhà mình nuôi lên thì mình bán giá sẽ cao hơn. Còn chim mà mình úp được, đánh được thì nó là chim rời, nên là giá nó cũng sẽ rẻ. Và qua clip này mình muốn gửi đến các bác nào mà muốn tìm những chú chim trống mà có tố chất, hoặc là những chú trống, chim trống đẹp, thì tôi để giá niêm yết là 400.000. Thì anh em nào mua theo kiểu phong cách này hên xui, bởi vì thực ra là mới đánh về thì cũng muốn để cho anh em luôn, chứ không không có thời gian phát hiện tố chất hay là giọng gì nó ghê gớm cả. Tất nhiên nếu như mà thường những con 400 thì tôi đảm bảo với các bạn là thường nó cũng phải là khổ pha đổ lên đó, chứ không phải là giọng vớ vẩn. Vớ vẩn thì có khi chúng tôi cũng chẳng cần đánh làm gì. Đấy. Con chim như này thì các bạn thấy là 400.000 một con chim như này thì anh em mới chơi, anh em chơi dần dần lên. Con chim này là như vậy. Đó, nhìn này, cái tướng tá của nó rất là đẹp. Đuôi dài này, đấy, chim rừng mà, ngoài rừng đuôi dài như này cơ mà. Con này vừa đánh được chiều nay, nó là chim bổi các bạn nhé, bổi tố chất luôn đấy, đấy, con này này, đó, các bác thấy không, nó bổi tố chất cực kỳ luôn, đó, tôi có thể chụp tổng thể để cho các bạn nhìn thấy con chim bổi nó xứng đáng với 400.000, thực ra cái này cũng hên xui là nhiều đấy các bạn ạ. May mắn thôi, anh em nào may mắn bỏ ra 400 có khi được con chim rất hay. Đó. Đó. Hên xui chưa? Đó. Đó. Nó cũng khá là đẹp to. Đó. Các bạn yên tâm là mình bán là đúng chất lượng. Chim trống là mình bảo hành. Đó. Chim trống là mình bảo hành. Trống là trống, mái là mái. Ok chưa? Những chú chim này rất là ok. Mình quay từ trên xuống dưới để cho các bạn nhìn. Đó. Đây là những chú chim bổi vừa đánh được chiều nay. Bây giờ là thực ra là mình muốn quay để cho các bạn nhìn tổng thể. Đó. Có 400.000 một chú chim bổi thôi. Và thỉnh thoảng đánh được hoặc là anh em đánh được thì mình cũng sẽ để lại cho anh em, bởi vì là cái số tiền nó cũng ít, một vài trăm nghìn kiếm một con chim hên xui có khi lại cũng được con chim hay. Còn nếu các bạn mua những con chim nó lũa rồi thì đương nhiên là nó phải hơn tiền các bạn ạ, nhưng mà tiền nào của đấy thôi. Cái này thì các bạn chơi phải có thời gian, các bạn biết cách thuần hóa đó, nhìn con chim nhìn mặt rất tợn đó. Trong này có 5 con 4 con là được, rất là ok các bạn nhé. Ok luôn, tôi có thể mở cửa ra, tôi dí sát sát cái em này vào để cho các bạn biết. Đấy. Đó, khi đưa điện thoại vào trong là nó sẽ giật mình một chút. Đó. Chỉ có 400.000 một chú chim này thôi các bạn nhé. Chú chim này về cái đầu xanh này, mỏ dài này, mắt đỏ này, những cái con mà đầu trò, đầu nó kiểu như này thì nó rất, những con tố chất rất hay. Đó. Các bạn nhìn rõ con chim này chưa, rất đẹp. Chỉ có 400.000 thôi, chỉ có 400.000 một chú chim bổi như thế này. Đó. Tôi quay bằng điện thoại, tôi đang quay bằng điện thoại, rất là chân thực. Đó. Mỏ dài này, mỏ mỏng này. Đó. Những con này là tôi khẳng định với bạn là thổ hơi bị hay luôn. Nếu các bạn nhìn kỹ cái mỏ của nó và cái đầu của nó, bạn nào tinh ý là nhìn chim đã biết cái giọng như nào. Thì bên của mình thì chủ yếu là cái trang trại nuôi chim sinh sản, nhưng chính vì cái việc nuôi chim có tiếng tăm và chim cu gáy là một số
anh em ở địa bàn khu vực họ bẫy được, họ hay mang ra họ bán cho mình, thì mình cũng gọi là chuyện nó lành mạnh thôi. Mình mua được thì mình lại bán được cho anh em, mình mua rẻ thì mình lại bán rẻ, rồi mua cao thì mình bán cao. Nói là buôn bán thì nó cũng là lành mạnh thôi. Bây giờ cái nhu cầu gọi là nhu cầu kiếm tiền, nhu cầu kiếm tiền chính đáng, các bạn yên tâm. Mình đã đăng lên cái gì lên cái kênh Xin Cô Gái Hay của mình trên YouTube và Facebook thì mình đảm bảo, bởi vì cái trang của mình chắc chắn là các bạn cũng biết là mình đã mang lại được cái bề dày lịch sử và bộ anh em đã rất là thích rồi đó. Thì trong cái clip từ trước giờ mình chưa bao giờ đăng cái clip bán chim bổn cả, bởi vì mình không đánh được thường xuyên, cái này nó phụ thuộc vào cái mùa của nó. Nếu như mùa mà đánh được nhiều thì có thể là anh em có thể là bán cho mình. Nhưng mà riêng về chim non, chim bố mẹ sinh sản hoặc là chim thuần hóa thì tôi lúc nào cũng có một vài trăm. Thế nhưng mà cái đấy thì tôi đã đăng nhiều video rồi. Hôm nay mạnh dạn là tiện thể là có mấy con nó đẹp đẹp thì đăng một cái form này để cho các bạn tham khảo. 400 ngàn cho một con chim đực bổn đó, tố chất. Còn tôi cũng không quá là nói cái gì nó quá hay ho tuyệt đối, bởi vì cái mức giá 400 ngàn là dành cho những người mới bắt đầu chơi, hoặc là những người kiếm đại một con chim trống về ghép một con chim mái thuần, hoặc là chơi theo kiểu là mới chơi không không có điều kiện gì chặt chẽ quá. Mà các bạn nhìn thực tế là những con chim như này mà các bạn bỏ ra 400 nghìn thì tôi nghĩ là cũng xứng đáng. Thứ nhất là cái người đi đánh, người ta đánh cả ngày mới được. Cái thứ hai là chúng tôi là những người mua, thu mua được của người ta, đứng ra làm trung gian để mua và mua mua rồi lại bán lại cho người chơi, thì mỗi người kiếm một chút. Thì cái đến với các bạn là giá 400 tôi nghĩ là hợp lý đó. Chim này rất là đẹp đó. Các bạn yên tâm là tôi đã đăng cái gì thì thường là lên kênh của tôi, là không phải tôi đăng tùy tiện đâu, là chim rất là đẹp luôn đấy. Tôi khẳng định nếu mà bạn nào nhanh tay thì sẽ kiếm được một chú chim bổn về chơi với giá 400 ngàn. Số điện thoại là 0163 5305982. Cái kênh Chim Cô Gái Hay này thì được cái sự quản lý là của tôi tên đầy đủ là Vũ Văn Thao, số điện thoại là 0163 5305982. Mà các bạn biết là kênh của tôi thì chủ yếu là về những con chim sinh sản, chim thuần đó, thì các bạn hề nói chơi đó. Đấy, các bạn thấy những con chim như này đuôi nó dài như thế này cơ mà. Đấy, 400 ngàn, chân mỏ rất là đẹp đó. Thì tôi cũng vừa mới ý nghĩ ra, tôi bảo hơi đăng cái clip này nó rẻ rẻ. Vừa rồi tôi cũng có rất là mạnh dạn tôi đăng cái clip là chim bố mẹ vú nuôi Nhật Pháp mà đẻ thuần thục là 400, còn chuẩn bị đẻ là 300, thì chắc chắn là cũng một số khoảng 300 khoảng gần gần 300 anh em đã đọc đọc được thông tin đấy và đã mua. Thực ra trong nhà thì có rất nhiều cái chim đấy, bởi vì tôi nuôi, tôi cung cấp cho anh em nuôi để gây giống, chứ tôi không bán cho những anh em nào mua để thịt đấy. Mà hai nữa là cái lượng ở nhà thì tôi phát triển trang trại, tôi thuê thuê người nuôi thì nó sẽ ra rất nhiều. Thế nên các bạn yên tâm là tôi đăng cái nào là tôi sẽ rất là chín chắn trong cái việc đăng đó. Tôi sẽ dí sát vô đây để anh em nhìn thấy là mấy con chim bổi này thực tế là rất là đẹp đó. Các bạn nhìn đường nước này đấy, rất là đẹp. Đấy, các bạn yên tâm là tôi sẽ hỗ trợ các bạn, cùng đam mê với các bạn, cùng đam mê với các bạn nhá. Những chú chim này là những chú chim rất là tố chất, rất là triển vọng bổi, nhưng mà có triển vọng lắm đó. Tôi sẽ cố gắng là trước khi mua của những anh em đi bẫy được hoặc là tôi đi bẫy được, thì những con nào đẹp, những con nào tố chất thì tôi mới 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 mới, mới đánh hoặc là mới mua, để cho anh em một cái giá niêm yết là chim bổi đực là 400k. Anh em nhanh tay, từ clip này tôi đăng xong là anh em nào gọi sau thì có thể là sẽ không còn hàng, bởi vì cái kênh của tôi bán rất là chim cô gái rất là uy tín và chất lượng. Nên các bạn thường là các bạn anh em nào hay đăng ký kênh hoặc là bấm vào cái biểu tượng cái quả chuông thì nó sẽ có thông báo video mới, và thường thông báo video mới là có những cái giá trị mới. Giá trị mới có nghĩa là các bạn sẽ mua được hàng tốt và hàng rẻ
nó như là một phiên chợ. Các bạn nếu yêu thích chim cu thì các bạn lên đăng ký kênh của mình, các bạn sẽ coi như là một cái phiên chợ tại nhà. Tôi sẽ đăng đó. Các bạn thấy là những du chim này với giá 45.000 là tôi nghĩ là hợp lý cho cả người bán và người mua. Đó. Người bán thì cũng kiếm được một chút gọi là cái trách nhiệm. Rồi, mình cũng may mắn là được mọi người ủng hộ trên cái kênh của mình nhờ cái việc nuôi chim cu sinh sản lâu rồi. Đấy, may mắn là các bạn đăng ký kênh rất là nhiều, lên đến mười mấy ngàn lượt đăng ký rồi. Thì trong đó là cái thị trường ở trong Sài Gòn thì anh em rất ưa chuộng chim của mình. Đó. Các bạn thấy là mình đâu có nói khoác đâu, hình ảnh nó là thực tế. Đây là những chú chim, là những chú chim đực, và những chú chim này là chú chim mới bẫy được, nó gọi là chim bổi. Các bạn mua đại 400.000 hên chui có thể được những rất là ok đấy, chứ không phải không đâu. Đó, chân đỏ cái này cơ mà, các bạn thấy chân rất là đỏ. Mình khẳng định là chim đực và không có tật lỗi gì nhé, nó là chim ngoài thiên nhiên. Nhiều bạn chơi chim giàn, chim đấu hoặc là huấn luyện chim mồi là có thể là nên tìm những con như thế này, tố chất như này, trông nó lì lợm dữ tợn đấy. Thì các bạn thấy là mình đâu có nói khác đâu, đây là những chú chim chúng ta thấy là rất là đẹp. Những chim này rất là tố chất. Các bạn nhìn cái hàm cườm của nó, cườm V này, con này cườm V rất là đẹp. Thì mình sẽ báo với các bạn là con này là con số 1 nhá, con cườm V nhá. Anh em nào thích thì mình đánh dấu con này vào xong. Thế nào mà nhanh tay gọi con này là con cườm V. Cườm với chữ V đấy. Cườm V rất là đấy, gáy của nó hình chữ V này. Đấy. Con cườm V nhá. Ok. Đấy, chim bổi nó thế mà, nó hơi nhát một chút thôi nhưng mà kệ nó. Đấy, cuối video mình xin chúc các bạn có cái sự lựa chọn của bạn. Đây là cái clip chia sẻ, mình cũng có thể là có rất là tốt, bổ ích cho những người mới chơi chim. Đấy, chỉ giá chỉ có 400.000 cho một chú chim bổi được tố chất. Số lượng thì nó sẽ có hạn thôi, bởi vì thỉnh thoảng anh em mới đánh được. Đó, chào các bạn, chúc các bạn một buổi tối thật vui vẻ. Và đừng quên hãy đăng ký kênh của Thao Chim Cu Gáy, và hãy có những ý kiến đóng góp để Thao phát triển cái kênh Chim Cu Gáy này hoàn thiện hơn. Đó, mình đóng cửa đồng rồi.